có dịp đến với đất nước Lào tươi đẹp. Anh Nguyễn Công Hoan, giám đốc công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An, đã đến thăm khách hàng của Việt An là anh Noli tại Udom Say. Cách đây hơn một năm, anh Noli đã đặt mua và lắp đặt dây chuyền lọc nước VAIA 3000 có công suất 3000 lít trên giờ của Việt An. Cũng trong chuyến thăm này, một khách hàng của Việt An cũng có mặt và tham quan mô hình dây chuyền lọc nước của anh Noli. Trước đây, anh cũng đã lắp đặt một dây chuyền nước có công suất 2000 lít trên giờ của Thái Lan. Dây chuyền này đã đi vào hoạt động được 12 năm. Tuy nhiên, sau chuyến tham quan xưởng sản xuất tinh khiết của anh Noli tại Udom Say, anh nhận thấy dây chuyền lọc nước tinh khiết của Việt An có thiết kế khoa học, thông minh và hiện đại hơn. Vậy nên, anh đã quyết định lựa chọn và đặt mua dây chuyền lọc nước VAIA 3000 có công suất 3000 lít trên giờ của Việt An. Dây chuyền lọc nước tinh khiết VAIA 3000 là sản phẩm mang thương hiệu độc quyền VA của Việt An. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Hệ thống van tự động, cột lọc nước được làm bằng inox 304 cao cấp, có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh. Với màng lọc nước RO có kích thước mắt lọc siêu nhỏ, giúp loại bỏ tạp chất, độc tố, virus. Đảm bảo mang đến cho người tiêu dùng một nguồn nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn 61-2010 BIT của Bộ Y tế về nước uống trực tiếp đóng bình, đóng chai. Toàn bộ quá trình lọc nước là tự động và khép kín, với các linh kiện thiết bị đều được nhập khẩu chính hãng, sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Việt An tại Việt Nam. Sản phẩm phù hợp cho gia đình, bệnh viện, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình tinh khiết. Sản phẩm được bảo hành 1 năm và bảo trì dài hạn. Việt An miễn phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc, không tính chi phí ra biển đảo. Các nước trong khu vực ASEAN cũng sẽ nhận được những hỗ trợ riêng cho từng vị trí và từng khách hàng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ. Trong video này, Việt An xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Việt An. Việt An xin kính chào và hẹn gặp lại!